Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tai nghe Bluetooth với các thiết bị như là điện thoại, tablet, hoặc laptop v.v. Thì trên tay mình đang cầm một tai nghe Bluetooth đến từ thương hiệu Kashimura, một trong những thương hiệu phụ kiện điện tử nổi tiếng tại Nhật Bản. Đây ha, bây giờ mình sẽ mở hộp và hướng dẫn các bạn cách kết nối như thế nào. Đây là chiếc tai nghe mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối. Thì đa số các loại tai nghe ngày nay, nút nguồn, nút nhận cuộc gọi và nút Bluetooth đều được tích hợp lại một. Trên chiếc tai nghe này, nút nguồn được nằm ở vị trí có biểu tượng tai nghe như thế này. Thì trước hết các bạn sẽ giữ cái nút nguồn, mình sẽ giữ từ 3 đến 5 giây. Nút nguồn sẽ hiện lên đèn màu xanh, tức là báo là để bật nguồn lên. Và khi mình giữ lâu hơn một chút, khoảng 5 giây, nó sẽ chuyển qua đèn nhấp nháy xanh đỏ như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy thiết bị mình cần kết nối. Ở đây là điện thoại. Các bạn sẽ bật Bluetooth trên máy của mình lên. Thiết bị mình cần kết nối tên là VL66. Thì các bạn chỉ cần ấn vô. Đó, để được kết nối. Tương tự với những loại tai nghe khác cũng vậy. Mình sẽ ví dụ thêm một loại tai nghe Bluetooth nữa. Đây cũng là một chiếc tai nghe Bluetooth của thương hiệu Kashimura với mã là BL74. Các bạn lưu ý, thường thì mã sản phẩm sẽ là tên sản phẩm khi mình dò tìm trên Bluetooth điện thoại luôn nha. Đối với thiết bị này thì nút nguồn không còn được ký hiệu bằng biểu tượng điện thoại như tai nghe kia nữa, mà nút nguồn sẽ được thiết kế nổi bật ở vị trí này. Mình sẽ đè vô nút nguồn này. Đây ha, điện bây giờ lại nằm ở vị trí này. Các bạn lưu ý, khi mình kết nối mà mới thấy một loại điện đơn sắc nhấp nháy như thế này, tất nhiên là thiết bị chỉ bật nguồn hoặc tắt nguồn. Đó. Nên khi mình kết nối tai nghe Bluetooth phải giữ liên tục từ 3 đến 5 giây. 3 giây thì nút nguồn sẽ xuất hiện và 5 giây thì nút nguồn sẽ chuyển sang nút Bluetooth nhấp nháy như thế này nha. Sẽ thử kết nối với Bluetooth trên điện thoại của mình. Đây ha, tên thiết bị đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình. Thì lúc nãy mình có nói đó là BL74. Các bạn chỉ cần ấn vô, thiết bị sẽ báo là đang kết nối. Ok, đã kết nối được rồi. Các bạn thấy clip này mang đến thông tin hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like vào clip và một subscribe để theo dõi kênh Song Tuấn của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.